có cái cớ gì giải thích hay ho hơn mối quan hệ ngoài luồng giữa ông và mẹ tôi chứ? Nè, cậu ăn nói cho cẩn trọng, đừng để dạ miệng rồi phải hối tiếc gì sao. Tôi không chỉ nói mà tôi còn kiện ông lên đoàn luật sư. Ông là luật sư của gia đình tôi, ông lợi dụng mối quan hệ để trục lợi cho bản thân mình. Thằng Hiếu không phải là con của ba tôi, nó là con của ông. Sao anh lại tới đây? Anh tìm em. Có chuyện gì hả anh? Mỗi lần nghĩ đến biển là anh lại nghĩ đến hình bóng em ở trên biển một mình. Anh không có chịu nổi, cứ muốn phi đến gặp em ngay lập tức. Anh có biết là mình đang nói gì không vậy? Tôi đã có chồng rồi mà. Anh biết chứ. Thế em thử nói xem chồng em đang làm gì. Con rất yêu vợ con, nhưng mà ngần ấy năm sống với nhau, cô ấy chỉ như là gỗ đá. Tụi con lại không có con cái gì, nên lại là càng khó gắn bó. Ra ngoài ấy, thì con cũng được người ta chào đón trọng vọng. Còn về nhà thì con luôn luôn ở ngoài rìa cuộc đời của cô ấy. Tiến à, mẹ đã vun vén cho các con để các con đến với nhau. Còn chuyện giữ được tình cảm hay không á, là do các con. Nó mà không có được tình cảm là cũng tại con. Nói gì thì nói, bao nhiêu năm rồi nó cũng sống vì gia đình, vì con. Còn con thì sao? Lúc nào cũng ghen tuông vô cớ, kiếm chuyện này kiếm chuyện khác, để bây giờ con dính vô một cái con mất nết như vậy. Bây giờ Phương nó gây áp lực với con, mà con thì con đang rối trí quá. Nếu phải lựa chọn giữa địa vị hiện tại và vợ con tính sao?